Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập cái bài cùng đàn, cái bài là Lưu Thủy Trường, một trong sáu cái bài Bắc trong 20 bài bản tổ. Thì đàn Bắc thì chúng ta thường nhung, thường rung nhúng chữ U, chữ cống, chữ U, chữ sừ ha. U nè, sừ, cống, còng và một số cái chữ nhắn khác. Nhắn phụ thì mình xem cái bài đàn để mình bắt chước mình nhắn. Thì cái bài này lúc mà tôi học tôi cũng đọc cái chữ đầu chữ cuối, rồi sau đó nghe những cái thầy đàn, những nhạc sĩ dưới Sài Gòn á đàn rồi mình bắt chước theo, chứ thật sự cũng không phải là thầy dạy tôi từng chữ từng câu nên là tôi biết làm sao tôi đàn dạy. Lưu ý cái bài này là cho nó trùng nhau, nó trùng nhiều lắm. Đàn Bắc thì các bạn để ý nó trùng nhau, ví dụ như cái lớp 1 nè, lớp 1 câu 3, 4, 5 thì tới lớp 4 nó sẽ trùng lại. Trùng lại là câu 27, 28, 29. Rồi lớp 2, đầu lớp thường trùng nhau, ví dụ lớp 2 là U cộng, rồi cộng ngoại. Thì câu 9, câu 10, câu 11, câu 12, cái câu 13 nó lại trùng lại U cộng, cộng ngoại. Rồi câu 17 cũng trùng như vậy. Rồi câu 21 cũng trùng như vậy, rồi câu 25 cũng trùng như vậy. Tức là đầu lớp thường nó sẽ trùng nhau. Mình để ý mình đàn ha. Bây giờ tôi sẽ đàn chữ đàn cơ bản.
Thank you.